Mùa bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với một chiếc xe đi trong phố với kiểu dáng bắt mắt thời trang, em có một chiếc xe Mazda 3 phiên bản 1.5 hatchback. Ngoại thất là một xanh Kawasaki, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Với trang bị đầy đủ những tính năng hệ thống đèn bi xe lông cũng như là hệ thống đề lộ start stop, cửa sổ trời, ga tự động, điều chỉnh âm lượng cũng như là hệ thống gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ và màn hình giải trí với đầy đủ những tính năng công nghệ an toàn. Xe đang có mặt tại cửa hàng Auto Trung Đông, số 549 Nguyễn Văn Cử, Long Biên, Hà Nội. Các bác có nhu cầu có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm lái thử. Đơn vị bán xe ra thì có cam kết đầy đủ cho khách hàng các hạng mục, xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bao check test mọi nơi trên toàn quốc cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Về tổng quan về sơn si, các phần mép lối mép cản cũng như là hệ thống đường gân góc cạnh của chiếc xe, nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì anh chị và các bạn không có kinh nghiệm xem xe thì mình nên mang vào hãng hoặc một bên thứ ba mà anh chị và các bạn tin tưởng để có thể kiểm tra, check test, đảm bảo an tâm, tránh được những cái rủi ro về xe tai nạn ngập nước. Bên đơn vị thì nằm ngay gần rất nhiều các đơn vị hãng xe lớn để anh chị và các bạn có thể kiểm tra hãng. Đây là những cái chi tiết về hệ thống như là keo chỉ, đinh tán của chiếc xe, mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao. Với cái không gian chứa đồ của chiếc xe thì nó cũng khá là rộng rãi khi gặp hàng ghế thứ hai xuống, để anh chị và các bạn có thể chứa được nhiều đồ hơn. Với những phần đốt sơ cua của chiếc xe thì nó vẫn còn rất mới này. Đồ nghề kích lốp, tất cả các chi tiết vẫn còn đầy đủ cho anh chị và các bạn. Thảm trải sàn thì được ba chủ bác nghi nâng cấp đầy đủ rồi, với những tính năng an toàn ABS, EBD, BA cùng với rất nhiều tiện ích khác nữa để anh chị và các bạn có thể sử dụng. Đây là những cái chi tiết tổng quan về hệ thống ghế ngồi của chiếc xe, anh chị có thể tham quan cùng em từ phía sau. Với không gian ghế ngồi hàng ghế thứ hai thì thoải mái cho 3 người ngồi, có trang bị dán kính màu. Đây là những phần keo chỉ, đinh tán, các chi tiết vẫn giữ được độ đẹp anh chị nhé. Đấy. Với những đường nét về keo chỉ, rồi hệ thống táp ly, các phím bấm chức năng của chiếc xe thì em cũng luôn quay đầy đủ. Xe hiện trạng như thế nào thì em quay đầy đủ cho các bác. Và với chiếc xe này thì phần cản trước, cản sau thì cũng có chút phải sơn lại rồi. Đấy, những cái điểm của chiếc xe thì em cũng nêu rõ luôn. Khi chị và các bạn xem chiếc xe mà chỗ nào chưa ưng thì có thể liên hệ em, thì em có thể là gửi đầy đủ thông tin cho anh chị và các bạn. Cũng như khi các bác đã mua xe thì em sẽ cho dọn dẹp spa lại những cái phần mà anh chị và các bạn cảm thấy nó chưa được, để mình có thể nhận được chiếc xe với chất lượng tốt nhất, với đầy đủ tiện nghi. Đấy, không gian bên trong thì có thể thấy trần xe thì có trang bị hệ thống cửa sổ trời. Và ta sẽ cùng ngắm qua về không gian, về hàng ghế lái của chiếc xe. Với không gian ghế lái của chiếc xe thì đầu tiên sẽ nhìn vào cánh cửa. Về những keo chỉ này là những phần mình đánh giá được là xe có bị đâm va về phần cánh hay không, cũng như là cái phần tháo rỡ ở cái phần ốc bản lề. Với các phím chức năng của chiếc xe thì nó trang bị như là lên xuống kính chỉnh gương, và có trang bị cho các bác như hệ thống loa với chất lượng âm thanh tốt nhất. Bậc lên xuống thì đã được ốp inox chống xước rồi. Và những cái phần má ghế chi tiết của chiếc xe với hệ thống viền chỉ đỏ tạo lên cái sự nổi bật khi nhìn vào nội thất bên trong. Những cái phần má ghế của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là căng mọng anh chị nhé. Bên dưới đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì là với phanh tay cơ, rồi là cần số, màn hình giải trí, vô lăng đã được bọc vô lăng rồi, anh chị mua về không phải bọc thêm gì nữa. Với các phím chức năng của chiếc xe được thiết kế rất là thuận tiện để anh chị và các bạn có thể thao tác một cách dễ dàng. Lễ chuyển số thể thao được trang bị đầy đủ. Và tiến tới cái không gian khoang máy của chiếc xe thì anh chị có thể ngắm nghía qua. Với khối động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là máy 1.5, cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành cũng rất là tốt trong phố, vừa tiết kiệm nhiên liệu. Lăn bánh với quãng đường là hơn 66.000 km. Và chiếc Mazda 3 phiên bản 1.5 hatchback sản xuất là 2017 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá chỉ với 430 triệu, giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đóng góp ý kiến của anh chị và các bạn.
để em có thể hoàn thiện hơn, mang đến nội dung đầy đủ hơn cho mọi người ở những video tiếp theo của kênh Bán Xe Cũ.